chào mừng anh chị cô chú và các bạn đến với kênh nhà đất quyền trang thái nha và em là quyền trang à, chúc cho anh chị cô chú mình một ngày thật là vui vẻ và nhiều niềm may mắn nè thì hôm nay quyền trang đang ở huyện bến lức tỉnh long an để giới thiệu cho anh chị một căn biệt thự rất là đẹp luôn với diện tích là 1.450m2 giá là 13 tỷ và giá cả là thương lượng trực tiếp với chủ ở huyện Bến Lức tỉnh Long An và căn nhà vườn của mình cách bến xe miền Tây chỉ có 19 cây số thôi nha anh chị thì đó là căn nhà này đây rồi anh chị ơi vô bên trong rồi mới thấy cái độ hoành tráng của nó quá là chất lượng quá là đẳng cấp quá là tuyệt vời luôn anh chị thì anh chị nào mà à, có tiền á, thì mình về xem mình múc ngay cái căn nhà này nha anh chị còn nếu mà anh chị nào mà tài chính chưa có đủ á, thì anh chị à, à, xem nhà nè mình lấy cái mẫu thiết kế cũng được nữa anh chị ơi sau này mình mua một miếng đất rồi cái mình xây lên như vậy là cũng tuyệt vời luôn ha à, thì bây giờ á, quyền trang đang ở huyện bến lức tỉnh long an nha ở đây là sẽ gần với chợ gò đen á anh chị thì ở đây cách chợ gò đen chỉ có ba cây số thôi và ở đây cách quốc lộ 1 a là khoảng ba cây tám ha ở đây của mình là sẽ cách bến xe miền tây chỉ có 19 chín cây số thôi anh chị rất là tuyệt vời luôn anh chị cô chú nào mà ở thành phố hồ chí minh đó thì mình có thể về đây ha đó tại vì từ bến xe miền tây mà anh chị về đây có 19 chín cây giá cả là cũng hợp lý không có mắc nha tại vì quyền trang cũng có hỏi qua rồi À, trước tiên á, cái căn nhà của mình á anh chị với diện tích á, là 1 450 m2 có 400 m2 thổ cư có nhà luôn mà giá của mình á, là 13 tỷ ha còn ở bên hàng xóm bên này nè anh chị à, cách khoảng tầm chừng 300 m thôi là có một miếng đất là bán là 2.000 m2 à, có 300 m2 thổ cư còn lại là đất lúa thì cái miếng mà 2.000 m2 đó đã bán với giá là 11 tỷ bán rồi nha anh chị miếng đất đó là bán rồi luôn cái anh mà môi giới mà hôm nay hợp tác với quyền trang á dẫn quyền trang đi thì anh có nói là anh vừa chốt cái miếng đất ở ngoài này là hai nghìn mét vuông có 300 trăm mét thổ còn là đất lúa giá là 11 tỷ hai công ha còn của mình á anh chị của mình á là có nhà luôn có nhà luôn nha đất là 1450m2, có là 1 450 m vuông có 400 m vuông thổ cư luôn có sẵn một căn nhà luôn căn nhà của mình nó thì giá là 13 tỷ cho nên là anh nói giá này là giá hợp lý phải chăng ngon lành luôn À, thì nguyễn trang sẽ quay thật là kỹ anh chị nào thích đó thì về đây nha dưới ở đây là ở bến lức long an anh chị ơi gần thành phố cách uh, bến xe miền tây có 19 cây thôi đất mà càng gần uh, thành phố hồ chí minh thì giá là phải càng mắc rồi ha anh chị rồi thì đất của mình cái đường này nè xe 16 chỗ chạy được nha rộng thênh thang luôn và ở đây uh, cách đường tỉnh lộ chỉ có khoảng một cây số thôi nha điện nước wifi là đầy đủ hết luôn thì đây là cái uh, cái, cái căn biệt thự của mình nè anh chị uh, căn biệt thự của mình sẽ có hình anh l ha Đường của mình là đường thông nha anh chị nó anh chị xem Đây Căn biệt thự của mình là sẽ có hình anh L Thì bề ngang á là 10 m Tổng diện tích đó là 1450 m vuông Có 400 m vuông thổ cư Trong đó đất có hình anh L Bề ngang là 10 m Chiều dài là 70 à, Cái cạnh bên này nè anh chị Chiều dài vô là 70 Cái cạnh bên này chiều dài vô là khoảng 25 m Cái sẽ nở hậu ra là 25 luôn Thì anh chị mình nhìn bên này nè đây. Đó, anh chị nhìn xem. Đây. Đó. Thì bên này ngang 10 m cái dài vô 25 cái sẽ nở hậu ra 25 m ha. Hậu của mình là 25 nha anh chị. Rồi bây giờ hãy cùng Quyền Trang vô tham quan căn biệt thự này nha. À căn biệt thự của mình á anh chị 1450 m2 có 400 m2 thổ cư. Có nhà luôn, nói chung là đầy đủ hết luôn. Giá là 13 tỷ. Em thấy có cái anh cái anh mà dẫn em em đi á ảnh ghi là 12 tỷ 999 triệu. Kỳ vậy cũng đẹp ha. Thì anh chị xem nè, mình sẽ có một cái con đường đi vô như thế này rất là đẹp luôn ha anh chị đó hai bên á là trồng một hàng cây luôn nhìn nó nó tình lắm luôn cái con đường nó chạy dài vô bên trong luôn á anh chị ơi kiểu mà uh, mình nuôi nuôi chó anh chị là nó chạy phóng phóng dù 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 luôn ấy và wow. sáng anh chị chạy bộ ở đây cũng được luôn ha à cái tường hàng rào của mình nè anh chị cái tường rào là cao 3 mét luôn nhìn nó hoành tráng lắm nha anh chị wow cái tường nó cao lắm luôn á anh chị xem nè rồi cái nhà xây cực kỳ rộng luôn đây cái khuôn viên của mình nè anh chị à, tuyệt vời luôn ha nó quyền trang th... không <laughs> quyền trang thích cái nhà mà em còn thích cái nhà đậu xe nữa anh chị anh chị xem nè nhìn thấy đẳng cấp quá anh chị ơi tuyệt vời số dách luôn à, em dẫn anh chị mình đi một vòng quanh khu này trước nha tại vì em thấy nhà của mình rộng quá anh chị ơi à, anh chị xem nè wow trời ơi hôm nay quyền trang đi quay buổi chiều á anh chị trời nó ui ui á quay nó không có đẹp nhưng cái nhà mình đô 400 mét vuông hoành tráng luôn anh chị ơi ở bên này là một phòng ngủ nè anh chị bên này là cái khu vực phòng khách này rất là rộng luôn ở bên này là phòng ngủ thứ hai bên kia là phòng ngủ thứ ba bố cục của căn nhà á ha đó rồi ở ngoài sau là khu vực nhà mát rồi nè anh chị rất là ngon lành tuyệt vời luôn đây mình sẽ có một cái nhà mát ở ngoài sau như thế này đó anh chị nhìn xem nè mình có một cái nhà mát này ha một cái hồ cá rất là rộng luôn ở ngoài sau thì đất trống còn rất là nhiều nè anh chị mà thích trồng cây ăn trái hay là trồng kiển gì đó thì anh chị có thể đặt vô thêm ha trời ơi tuyệt vời quá anh chị ơi qua wow, cái nhà mát em thấy nhà mát thôi là cũng đẳng cấp nha qua wow, cái không gian ở ngoài sau này nè trời ơi tuyệt vời quá em chỉ có thể thốt lên chữ tuyệt vời thôi chứ em hết biết nói gì luôn rồi anh chị ơi qua wow, cái một cái ao cá rất là rộng ở đây ha ừ, xung quanh mình được uh, trồng dừa rồi bây giờ anh chị hãy cùng quyền trang vô tham quan uh, căn nhà của mình trước rồi các em sẽ đi một vòng uh, quanh nhà cho anh chị mình xem ha đó trời ơi, quá trời tuyệt vời đẳng cấp luôn anh chị ơi anh chị thấy sao bây giờ hãy cùng quyền trang vô tham quan căn nhà của mình cái nha nhà máy nhật luôn nè đây wow trời ơi anh chị nhìn nè nó rộng quá trời rộng luôn anh chị đó đây đây mình bắt đầu vô nhà nha đây đó mình sẽ đi lên mấy cái bậc thang nè anh chị qua à. wow. ở đây là không có ngập lụt nha mà em thấy đổ cái nền nó cũng hoành tráng luôn á anh chị cái nền này rất là cao luôn á trời ơi gần cũng em không biết bao cao bao nhiêu ha nhưng mà nó nó cao lắm anh chị ơi nói chung là cái 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 bậc lên rất là cao luôn á đó. đó. rồi đi lên trên nhà của mình nè wow đây mời anh chị vô đây hoa wow, nó rộng quá anh chị ơi nó hoành tráng quá anh chị ơi anh chị xem nè rồi wow đây em chỉ thấy em nhỏ bé trong cái căn nhà của mình thôi à, trong cái căn nhà này thôi anh chị xem nè đây là cái khu vực phòng khách của mình nha À, à, phòng khách nè à, đối diện qua là có cái khu bếp luôn à, bàn ăn ở đây ha Đấy. Nè. à, hình như là em nghe là nội thất là mình sẽ được tặng đó nha anh chị ừ, anh chị xem rất là đẳng cấp và sang chảnh đó rồi đây là cái khu vực uh, quầy bếp của mình nè anh chị đó có um, tủ lạnh luôn nha đầy đủ hết luôn rồi bên này là bàn ăn nè đó, đây là khu vực uh, bàn ăn của mình Wow Rồi nói chung là à, Ăn à Có có rèm có mèn đi ra ngoài sau nữa nè Anh chị ơi vậy là bên hông mình có đường nữa nè À À bên hông này mình còn một khoảng luôn đó anh chị Đó cửa rồi nè đó Từ từ giờ anh chị khám phá Cái căn nhà của mình nha Rất là đẹp luôn Đây đó, Tủ bếp đồ vàng đầy đủ luôn À Quyền Trang phát hiện nữa anh chị Nhà mình nó xây trần rất là cao luôn, kiểu mà nhà xây rất là bự nha. Em nghĩ là chắc là nhà này xây hết 400 m vuông luôn á tại mình có 400 m vuông thổ cư mà. Xây cực kỳ rộng luôn cho nên là ở trên cao á anh chị cái trần cao á nhìn nhà của mình rất là thoáng luôn nè, anh chị xem. Ờ quyền trang điện thoại quyền trang em đăng đi quay vào buổi chiều á nó hơi bị mờ nha. À, cái này mình thiếu một cái tivi nữa ha anh chị, Đã có cái tivi ngay đây nữa là tuyệt vời đó trễ dựa đâu nè nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ nha mình sẽ được thiết kế là ba phòng riêng biệt luôn anh chị à, đúng là mang cái cảm giác riêng tư luôn ấy à, mình sẽ có một cái phòng ngủ ở bên này anh chị thấy nè ngoài sau cái phòng này là một phòng ngủ nha ở bên này là thêm một căn nữa là hai căn hai căn riêng biệt nha và thêm ở đây một căn nữa là ba căn ba à, căn riêng biệt luôn quyền trang thích phòng ngủ như thế này á anh chị kiểu mà không phải là ba căn ba căn gần nhau mà nó xa xa nhau như thế này và wow, phòng ngủ rất là rộng luôn anh chị Nhà, anh chị xem nè trời ơi, sao phòng ngủ rộng dữ vậy anh chị xem qua wow, anh chị xem cái trần của mình nè nó thì ở đây mình sẽ có một cái giường ha đó, mình sẽ có tủ trang điểm đồ ở đây thì có thể là anh chị đặt tivi đó mình có cửa sổ đâu ra trời ơi anh chị ơi cái phòng nó rộng cái phòng này nha em nghĩ là nó rộng bằng một cái nhà mà em quay luôn á anh chị ơi anh chị xem nè chưa đâu anh chị ơi đây là cái phòng ngủ ha đây mình mình có cái khu mà à, phòng tắm ở đây nó nè rồi cái tủ quần áo ở đây nè à em thấy cái phòng của mình nha thiết kế rất là hợp lý luôn kiểu mà à, cái mình mình vô đây nè anh chị vô đây là có một cái vách ngăn ở đây ha cái mình mới đi qua bên này đó thì bên này là cái khu vực nhà tắm nhà vệ sinh của mình nè anh chị xem đó, có bồn tắm không có bồn tắm cái này là tắm đứng nha đó trời rộng quá ha anh chị nó kiểu mà nó đó cái gương rồi nè đó nó đi ra đây cái nó nó hoành ra đây một tí xíu nha ở cái cửa mình nó nó mở ra bên này kiểu mình nó không có trực diện với cái giường của mình đó anh chị đó nói chung là tuyệt vời quá là tuyệt vời luôn đó anh chị xem đó, anh chị thích đó thì mình về xem căn nhà này nha anh chị ơi tuyệt vời ngon lành luôn có nhà sẵn luôn đất là một nghìn bốn trăm 50 mét vuông có 400 mét vuông thổ cư giá chỉ có 13 tỷ thôi à thôi để Quyền Trang nói là 12 tỷ 999 cho đã đẹp ha anh chị đây anh chị nhìn nè à, giống như là em đang đi resort ha anh chị rất là đẹp hoành tráng quá và đây là căn phòng ngủ thứ hai của mình nè anh chị anh chị xem nè cái giường nó nằm ở đây ha em cảm giác là cái phòng này á, anh chị nó cực kỳ rộng luôn á anh chị đủ để mà anh, chị để ba cái giường luôn á anh chị đây nè cái giường đây nè còn quá trời rộng luôn ở đây luôn trời cái này mà anh chị ở đây mình là để em xem trong này phòng này của mình có gì nha có giường nè ha có một cái bàn trang điểm nè tivi rồi nè à mình nhìn ra cái cái khung ở ngoài này ha Đó, anh chị có làm việc á mình 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 đặt thêm một cái bàn làm việc ở đây cũng được ồ oh, xây cực kỳ rộng luôn Wow. đây cái cửa của mình nè mình nhìn ra cái khu vườn ở ngoài sau đó anh chị xem à à còn cái tủ quần áo thì khép bên này ha đó có máy lạnh sẵn luôn phòng cực kỳ rộng đây anh chị xem nè mình có một cái uh, uh, tủ uh, quần áo ở đây ha anh chị ở nhà tắm nhà vệ sinh ở trong phòng xung đầy đủ hết luôn rất là tuyệt vời và wow. rồi đi ra đây đó anh chị xem đó, rồi bây giờ mình nhớ qua đây là căn phòng ngủ thứ ba của mình nha Đây mình cũng có cửa sổ đàng hoàng luôn anh chị Wow, trời cái phòng nè, nó rộng lắm anh chị ơi Ở ngoài nhìn nó đẹp lắm Em quay á, em không thể nào lột tả hết được cái nét đẹp của căn nhà luôn á đó. đó. mình có một cái khu vực um, Tủ quần áo ở đây nha anh chị Tủ quần áo nè à, giường ngủ bàn trang điểm nè ha Kệ để tivi Bên kia là màn rồi nè đó, Mình có một cái cái cửa ở đây À có có cái cửa ở đây luôn anh chị Đây có cái cửa bên này luôn nha Thêm một cái cửa bên hông ở đây nữa nè Đó anh chị xem Ngon lành luôn nha Tuyệt vời Quá trời luôn anh chị ơi Wow Số dách luôn à, Mình sẽ có nhà tắm nhà vệ sinh bên kia ha anh chị Rồi thì mình sẽ có 3 phòng ngủ nha Phòng rất là cao luôn nè Đó anh chị xem đó mà à bên này là mình có bồn tắm luôn à bên kia là bồn tắm đứng bên kia là tắm đứng còn bên này là có bồn tắm luôn cái 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 nhà vệ sinh của mình cũng rộng nữa nha anh chị rộng lắm luôn á đây nữa nè đó rồi bây giờ hãy cùng Quyền Trang đi tham quan một vòng xung quanh cái nha thì em xin nhắc lại căn biệt thự này với tổng diện tích là 1450 mét vuông có 400 mét vuông thổ cư luôn nhà nằm ở hướng đông á à, và chủ kêu hết tất cả với giá là 12 tỷ 999 triệu Giá cả là anh chị mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ nhà nha Rồi hãy cùng Quỳ Trang đi ngắm xung quanh giường của mình coi có gì ha anh chị Ở đây thì em thấy là chủ đặt mấy cái cây bự sẵn vô nè À, sữa rồi đó anh chị Sau này anh chị về mà anh chị thích cây ăn trái gì nữa Thì anh chị có thể đặt vô thêm ha Đó anh chị xem Rất là đẳng cấp luôn Cái chỗ nhà xe nhìn mê quá anh chị đó anh chị xem nè nhìn thích quá ha đó để em xem bên này của mình có gì nha đây à hình như là mình có một cái nhà kho ở đây nè anh chị đây mình có thêm cái nhà kho ở đây hay gì nè nó có ai trong này không à có chú ở trong này ha rồi cái này là bên hông của mình đó à, anh chị nhìn mấy cái tường nè kiểu mà khi mà anh chị xây tường bê tông mà uh, bích lại hết thì nó cũng không hay mình nên có những cái lỗ như thế này để mình thông gió ha rất là mát mẻ luôn ngon lành wow đó anh chị xem rồi mình đi xuống dưới này nha một căn biệt thự máy nhật cách bến xe miền tây chỉ có 19 cây số thôi giá là 13 tỷ giá cả là thương lượng trực tiếp chủ đây là khu vực ở ngoài sau của mình nè anh chị đây À, mình còn một cái cái ao rất là to ở ngoài sau luôn ha rất là thoáng mát luôn à, hình như là em thấy chủ có nuôi cá nè rồi xung quanh đó thì chủ có đặt dừa với um, sapu nhưng mà em thấy là đất trống còn khá là nhiều cho nên là nếu mà anh chị có thích cây ăn trái gì nữa thì anh chị mình có thể đặt vô thêm ha và wow, tiếng chim nờ rất là nhiều ha người ta đang cho cá ăn kìa anh chị wow gió rất là mát luôn Wow, mấy con chim sẻ nè anh chị Nó kêu ríu rít luôn á anh chị ơi Trời ơi anh chị nhìn là mấy con chim sẻ nè Nó bay kìa anh chị Đây để em cho anh chị xem nha Ở đâu rồi Đó anh chị anh chị xem nè Trời ơi chim sẻ Chim sẻ không Chim sẻ hay là à, Đúng rồi chim sẻ anh chị ơi Nó bay kêu nó kêu ríu rít luôn á Trời rất là thích luôn Wow bên hông của mình nè anh chị Wow hình như có tấm năng lượng mặt trời luôn kìa đó thành đang tác nghiệp anh chị ơi <laughs> rất là đẹp luôn ha rồi thì em cảm ơn anh chị cô chú đã theo dõi video của em nha để em mở coi đất của mình hướng gì nha đất mình hướng à... Ủa? hướng hướng đông bắc nha anh chị đất của mình là nằm ở hướng đông bắc nhưng về hướng bắc nhiều hơn ở đây á, sẽ cách chợ gò đen á, là chỉ có khoảng tầm chừng 3 cây số thôi quyền trang sẽ bấm cho anh chị mình xem nhé chợ gò đen chợ gò đen đây à, nó lại đi đường vòng rồi anh chị ơi nó lên tới 3,7 cây số lận nhưng mà nói chung á là trong vòng khoảng tầm chừng 10 phút thôi là khoảng 3,7 cây số đi nha là anh chị mình sẽ tới chợ gò đen nè chợ gò đen ở đây ha và mình đi khoảng cũng tầm chừng 3,7 cây số thôi là mình sẽ tới quốc lộ 1A nha ở đây sẽ cách bến xe miền tây chỉ có khoảng tầm chừng 19 cây số thôi rất là tuyệt vời luôn thì anh chị xem nè đây từ từ vị trí của bạn nè mà về tới bến xe miền Tây là chỉ có 19 cây số thôi là 41 phút ha. Đó, thì ở đây sẽ cách thị trấn Bến Lức á, là khoảng tầm chừng 8 cây số ha anh chị. Còn mà cách bến xe miền Tây là chỉ có khoảng 19 cây số thôi, rất là tuyệt vời luôn. Xung quanh đó thì em thấy là dân cư cũng đông đúc nha. Thì anh chị nào mà quan tâm căn nhà vườn này thì có thể alo cho Quyền Trang để mà mình về xem. Thì hôm nay Quyền Trang có đi quay một căn á là ở huyện Bến Lức tỉnh Long An à, quyện, quyện thủ thừa Bến Lức tỉnh Long An hay gì đó anh chị nói chung là cái căn nhà vườn là 3 tỷ 6 cái căn nhà vườn mà 600 mét vuông 3 tỷ 6 thì căn đó là sẽ cấp bến xe miền Tây là khoảng tầm chừng 31 cây còn căn này á, là cấp bến xe miền Tây chỉ có 19 cây thôi và căn này chủ đang kêu với giá là 13 tỷ rồi thì Quyền Trang sẽ quay thêm một căn nữa 1.000 mét vuông giá là 12 tỷ cho anh chị xem ha à em quên nữa anh chị anh chị biết tại sao mà cùng trên một con đường mà hai công đất lúa à uh, đất lúa hai công đất lúa giá là 11 tỷ còn căn của mình là 1450 m2 vuông uh, có 400 m2 thổ cư có nhà sẵn hết luôn à uh, giá là 13 tỷ thôi anh chị. Cái thứ nhất là đất của mình hình L ha, mặt tiền của mình là 10 m nè. Cái thứ hai nữa là Đối diện mình nó thì không có thành phố buồn, nhưng mà kế bên hàng xóm có nha. Vì Trang sẽ quay thật là kỹ cho anh chị cô chú mình xem luôn. Đây anh chị xem. Đấy. À, nhưng mà quyền Trang thấy là bên hàng xóm thôi nha anh chị. À, thì anh chị cô chú nào mà không ngại cái vấn đề này, tại vì đối diện với mình là một cái màu xanh rất là đẹp luôn. Thì anh chị thích đó thì mình hãy về xem ha. Em quay thì em quay thật là kỹ cho anh chị mình dễ chọn lựa nè và mình đỡ mất thời gian. Nếu như mà anh chị ngại cái cái này ha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã theo dõi video của Huyền Trang nha. Bye bye. Đường này đường đường thông nha anh chị. Đường xã ngon lành hết. Rồi, bye bye anh chị nè.